Xin chào thầy và các bạn, em tên là Đoàn Ngọc Minh, lớp ID K45. Trong suốt quá trình thực tập lâm sàng tại khoa thận tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, em đã gặp rất nhiều bệnh nhân nằm viện, than phiền về tình trạng rối loạn tiểu tiện của bản thân họ. Nên hôm nay em xin đại diện để trình bày về chủ đề rối loạn tiểu tiện. Đầu tiên, tiểu tiện hay còn gọi là đi tiểu, được định nghĩa là nước tiểu được sản xuất bởi thận, sau đó di chuyển qua niệu quản, được lưu trữ trong bàng quang. Khi bàng quang đầy, cơ thể sẽ có cảm giác buồn tiểu và kích thích phản xạ đi tiểu, đẩy nước tiểu ra ngoài theo đường niệu đạo. Nhắc một chút về vai trò của việc tiểu tiện, đó là loại bỏ các chất thải, điều hòa cân bằng dịch trong cơ thể. Quan trọng nhất, đó là thông qua nước tiểu nó sẽ cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe của cơ thể. Vậy, khi nào là tiểu tiện bình thường? Nó cũng cần đảm bảo đủ 3 tiêu chí. Đầu tiên là tiêu chí về số lượng và tần suất, tiêu chí về chất lượng và tiêu chí về cảm giác đi tiểu. Về tần suất và lượng nước tiểu, thì trung bình, người trưởng thành sẽ đi tiểu 6 đến 8 lần mỗi ngày và tiểu ra khoảng 800 đến 2.000 ml nước tiểu và thường không tiểu đêm. Tuy nhiên, số lần đi tiểu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như là lượng nước mà chúng ta nạp vào cơ thể, loại đồ uống mà chúng ta chọn hoặc là một số loại thuốc mà ta đang sử dụng. Về tính chất nước tiểu bình thường sẽ có màu vàng nhạt, trong suốt và không mùi. Về cảm giác đi tiểu, đó là yếu tố dễ nhận thấy nhất bởi bệnh nhân và có 3 tiêu chí đánh giá cảm giác khi đi tiểu. Đầu tiên là tự chủ. Chúng ta có thể kiểm soát được việc bài tiết nước tiểu của cơ thể. Khi chúng ta có nhu cầu đi tiểu thì đi tiểu. Khi chúng ta không có nhu cầu thì ta có thể nhịn tiểu. Thứ hai là dễ chịu. Khi đi tiểu bình thường thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu, không có cảm giác rát buốt hay khó chịu. Thứ ba là về hiệu quả. Nước tiểu sẽ thoát qua ngã niệu đạo, dòng chảy mạnh nhưng không khó chịu, và tiểu xong trong bàng quang sẽ không còn nước tiểu. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các rối loạn về tiểu tiện. Nó được định nghĩa là các rối loạn ảnh hưởng đến quá trình lưu thông nước tiểu từ thận qua niệu quản, bàng quang, niệu đạo và tống xuất ra ngoài. Một số dạng rối loạn tiểu tiện phổ biến. Đầu tiên là đa niệu. Đa niệu được định nghĩa là tiểu nhiều hơn 40 ml nước tiểu trên kg cân nặng trong vòng 24 giờ. Thứ hai là thiểu niệu và vô niệu. Thiểu niệu được định nghĩa là tiểu ít hơn 400 ml nước tiểu trong vòng 24 giờ. Và vô niệu sẽ được chia thành vô niệu tương đối và vô niệu tuyệt đối. Vô niệu tuyệt đối là thận hoàn toàn không sản xuất được nước tiểu. Vô niệu tương đối là tiểu từ 50 đến 100 ml nước tiểu trên ngày. Thứ ba là tiểu khó. Thứ tư là tiểu đêm. Thứ năm là tiểu không kiểm soát. Thứ sáu là tiểu gấp. Thứ 7 là tiểu ra máu và thứ 8 là tiểu rát. Các triệu chứng về rối loạn đi tiểu đa dạng thì đồng nghĩa với các nguyên nhân cũng đa dạng. Dưới đây là một số nhóm nguyên nhân có thể gây rối loạn tiểu tiện. Đầu tiên phải kể đến đó chính là các bệnh lý nhiễm trùng. Thứ hai là các bệnh lý về thận và đường tiết niệu. Thứ ba là bệnh lý về tiền tiền liệt tuyến. Thứ tư là bệnh lý về rối loạn thần kinh. Thứ năm là các bệnh lý về rối loạn chuyển hóa như là tiểu đường hay tăng huyết áp. Thứ sáu là các cái thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ, đặc biệt là ở thời kỳ mãn kinh và mang thai. Thứ bảy là các yếu tố ngoại cảnh, bao gồm sử dụng thuốc, uống nhiều nước và tiêu thụ nhiều caffeine. Thứ tám là chấn thương hoặc phẫu thuật. Thứ chín là rối loạn chức năng bàng quang. Bởi vậy, một thái độ đúng của một bệnh nhân khi gặp các vấn đề về tiểu tiện sẽ là đi đến ngay các bệnh viện hoặc trung tâm y tế gần nhất để được thăm khám và làm xét nghiệm. Còn thái độ đúng của một bác sĩ tiết niệu khi tiếp nhận một bệnh nhân mắc các rối loạn về tiểu tiện sẽ lần lượt là hỏi bệnh, thăm khám, cho các cận lâm sàng cần thiết cơ bản như là công thức máu, tổng phân tích nước tiểu, hình ảnh học như là siêu âm, X-quang hay CT scan. Ngoài ra, có thể kể đến các cận lâm sàng chuyên biệt cho từng nhóm nguyên nhân như niệu dòng đồ hay định lượng hóc môn để nhằm hỗ trợ cho quá trình chẩn đoán. Sau khi chẩn đoán thì bác sĩ cần bắt đầu chiến lược điều trị cho bệnh nhân tùy theo nguyên nhân ban đầu. Phần trình bày của nhóm em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.